cũng là chuyện không may thôi. Nhưng bố tin là cái Huệ không bao giờ giận con một cách vô lý như thế cả. Tính nó thế nào bố biết. Dạ, bố nói đúng. Nhưng mà Huệ có buồn. Còn con cứ nghĩ đến việc mua nhà là đầu óc rối tung hết cả lên. Con tìm một người hợp tác kinh doanh để mong kiếm lại số tiền đã mất, nhưng mà không biết xoay đâu ra vốn cả. Thế rồi con định mượn hộp đối trang của bố mẹ cho Huệ, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Đấy là kỷ vật của mẹ nó để lại, có chết cũng không bao giờ nó đem cầm đâu. Vâng. Mà tại sao thiếu tiền lại không bảo bố, để cả nhà cùng lo? Là cái sảy này ra cái ung. Là do con quá kém cỏi, không chăm lo được cho vợ con mình. Con không xứng đáng với tình cảm của Huệ. Thôi, để Huệ ở đây mấy ngày, bố chăm sóc nó cho. Chăm sự nhờ bố. Có gì bố động viên Huệ hộ con. Chờ hàng đấy đâu? Rồi. Có việc cứ đi đi. Ở đây nhiều cũng không giải quyết được gì đâu. Dạ vâng. Vậy con xin phép. Tối con lại sang ạ. Lâu thế? Gom đủ chưa? Còn chắc là Khải muốn vay không? Cần có câu bị treo thì bốc mồm à? Tiền lãi cắt cổ đấy, 20% đấy nhá. Chắc cũng phải vay mới làm thế nào. Ok. Đàn ông quyết đoán thế là tốt. Khải nên nhớ, tôi yêu ái với Khải lắm đấy nhá. Đi đâu đấy? Đi chuộc xe chứ đi đâu? Này! Khải! Đợi tôi với! Khải! Đi vay tiền thì phải kiểm tra chứ. Tôi lừa Khải đấy. Vớ vẩn! Khải! Hôm nay mặt làm sao mà cứ chảy ra thế? Tôi làm gì mắc tội với Khải à? Hả? Có biết là từ sáng đến giờ tôi đi gom tiền có được cái từng này không? Này! Tôi nói cho Khải biết nhá, phải đến chỗ kia mới đủ gom tiền cho Khải được. Thế thôi mà cũng nhăng xí cả lên. Đằng nẫu đây. Sao thế? Mất con. Được cái lọ, mất cái chai. Đen tình chắc chắn là đỏ bạc. Phải tin người ta chứ. Đi. Lửa đời. Chờ một chút. Này, tôi còn ít tiền hàng, cứ chơi đi, biết đâu không phải đi vay. Tôi xuống quán trà đá, lúc nào có thì gọi tôi nhé. Hải, không chơi thì thôi, vào ngồi một tí nhá, cho người ta lấy hơi nhá. Đi đâu nhau? Tôi đi tìm anh Khải. Ở đây không có Khải nào cả. Ơ, anh ấy bảo tôi mang tiền đến đây cho anh ấy mà. Anh không tin ý thì vào hỏi anh ấy mà xem. Hình như anh tôi còn đi một chị nữa. Anh Khải ơi! Mẹ có mồm thôi, đưa tôi mang vào cho. Anh làm sao đấy? Tiền nó phải là giấy, Tôi đưa cho anh, mất thì tôi phải làm nào? Cô gọi điện cho anh cô đi. Tôi mà gọi được anh tôi ý, thì tôi đứng đây đôi co với anh làm gì? Thôi, anh không cho tôi vào ấy thì tôi về. Đã giúp đỡ lại còn lằng nhằng, kệ xác anh ấy. Phải. Nặn em phát. Đấy, thấy chưa? Xem tiền em ơi. Em thơm mà, lấy hơi đi. Anh Khải. Chị Huệ bảo em mang tiền đến cho anh này. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ á? Sao cái câu ngu xuẩn như thế mà anh cứ nói đi nói lại được à? Anh không còn não ấy, nhưng mà tôi có. Thì cô không thấy đấy, có động tay động chân gì đâu. Anh không động ấy, nhưng mà tôi thích động đấy. Có gì thì về nhà nói chuyện. Anh còn muốn về nhà để chị tôi tức bia lên à? Hả? Anh còn là người không đấy? Hả? Hả? Anh còn là người không đấy hả? Đủ rồi. Đừng có tưởng tôi không dám đánh trẻ con nhá. Anh dám đánh tôi á? Anh mà dám đánh tôi á? Hả? Tao cho mày chơi. Chống xì chết để cả thế giới từ ghét thành yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Xem gì mà cười tươi thế? Clip hài vớ vẩn ấy mà. À em ơi, em kiểm tra hội chị xem bên Đông Á đã gửi cho mình biên bản thanh lý chưa nhá. Em vừa kiểm tra lúc nãy, ok rồi chị ạ. À thế à? Ừ. Anh ạ, à, em Thư đây. Anh ơi, em vừa xem clip anh gửi rồi. Hình ảnh âm thanh sống động, hay lắm anh ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh chỉ bảo thì làm sao mà em diễn được như thế, đúng không? Thế à anh? Vâng. Thật ra thì em cũng định mời anh bữa cơm để cảm ơn anh. Mà anh không được từ chối nhá. Vâng. Vâng ạ. Thế thì ngày hôm đó em sẽ báo cho anh. Anh không được để cho em leo cây đâu đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi. Em chào anh. Lại đi đâu đấy hả? Chị Minh ơi, chị Minh, chị gái của em bị ngã đang nằm trong bệnh viện. Bây giờ không có ai vào làm thủ tục giấy tờ chị ạ. Ồ thế à? Thế em đi đi. Có gì sếp hỏi chị nói hộ em với nhá. Ừ. Cứ đi đi, mọi việc để chị làm nốt cho. Em cảm ơn chị Minh là tốt nhất. Em đi đây. Dạ, em chào chị ạ. Chị muốn tìm áo, quần hay phụ kiện ạ? Chị muốn tìm áo. Chị thích phong cách như nào để em tư vấn cho ạ? Phong cách như nào á? Vâng. Anh này ngoài 40 rồi. Tóc dài, xoăn, nghệ sĩ. Nhưng mà... cái kiểu dị dị ấy. Vậy em mời chị sang bên này ạ. Ừ. Dạ đây. Em thấy phong cách này cũng khá phù hợp đấy ạ. Cái này á? Vâng. Em có kiểu nào khác không? Dạ có ạ, chờ em chút. Dạ đây ạ. Chị xem mẫu này giúp em. Đây là mẫu mới nhất của bọn em năm nay đấy ạ. Chị ơi, ơi, đây chỉ là mặt hàng tầm trung thôi, còn bên kia thì là hàng cao cấp hơn. Nếu mà chị muốn tìm hàng thấp hơn nữa thì em cũng có. Nhưng mà em chỉ sợ nó không được sang ấy. Chị mua để đi tặng ạ? Dạ. Khó nhỉ. Bố mua thêm gì thế ạ? Bố mua ít rau với gạo. Mà này. Dạ. Bố dặn thằng Thải chiều nay sang ăn cơm, con gọi cho nó một câu nhé. Sao mà phải gọi lão ý? Ăn nói kiểu gì đấy? Đừng có hôn. Dương, mang gạo vào cho bố. Kìa, làm sao đấy? Tay em đau à? Lại đánh nhau chứ gì? Hả? Suốt ngày đánh với đấm thôi. Dương! Bố. Em nói đang đau, bố đừng mắng làm gì ạ? Con này nặng hay nhẹ đều không nghe. Bố phát điên lên với nó mất. Bố cứ để con. Tay em thế nào? Có đau không? Đau thế này nhằm nhò gì. Em quen rồi. Bố mắng cũng không sai đâu. Nếu suốt ngày em cứ như thế này thì chẳng ai yên tâm được cả. Em tự biết mình cần phải làm gì. Mà chị, em nói thật, chị bỏ ông Khải đi. Tự nhiên em lại nhắc đến anh Khải. Lão ấy có tu trăm kiếp ấy, hay nghìn kiếp cũng không xứng đáng với chị đâu. Dương, em không được nói như thế. Dù thế nào thì anh Khải vẫn là người tử tế. Người tử tế trên đời này nhiều lắm. Thà sống với một người xấu ra gì, còn hơn với một người tốt vô tích sự. Dương! Em chưa thể hiểu hết được tất cả mọi chuyện. Người ta nói, một ngày là vợ chồng, cả đời là nghĩa vợ chồng. Chị và anh Khải đến với nhau là tình nguyện, chứ chẳng ai ép buộc ai cả. Chị biết. Vì em là em của chị, nên em bênh chị cũng đúng thôi. Nhưng em nhìn chị gái em này, chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhan sắc thì có hạn, học hành không đến nơi đến chốn, gia đình cũng chẳng có cái gì cả. Chị đừng vì anh ta mà phải hạ thấp bản thân mình như thế. Em không thích. Vì một con người không có ý chí tiến thủ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ có tha thứ một lần ấy, hay là 1000 lần cũng không có ý nghĩa gì cả đâu. Còn chị không phải giấu em nữa. Em biết hết rồi. Em còn biết chuyện gì nữa? Anh ta lại đi đánh bạc, nên em mới nện cho anh ta một trận đấy. Để em xem nào. Giời ơi, to như con tích thế mà để nó cắn à? Mày đi đâu? Em đi xử nó. Nó cắn thì em cào. Vào nhà đi. Cái loại mất dạy, mới tí tuổi đầu đã học cái thói lưu manh đầu đường xó chợ rồi. Này, anh gọi điện cho bố nó, bảo bố nó đánh cho què chân đi. Mày cứ hớt cái mồm đấy, đói cả đầu. Anh ấy, anh chỉ giỏi bắt nạt em gái anh thôi, xong rồi để cả nhà nó đè đầu cưỡi cổ. Con danh đấy á, mấy lần thái độ láo tét, cứ như là anh không xứng với chị nó không bằng ấy. Thế tóm lại là vợ anh xui nó đánh hay nó tự đánh? Mày cắm cái mồm đi. Anh không nói đúng không? Được rồi, để em gặp bà Huệ nói chuyện cho ra nhẽ. Bố. Bác. Hải. Dạ. Cái Dương nó đánh con à? Không đâu bố ạ. Sao lại không? Đây, bác nhìn như vết chó cắn này. Chị giận em đấy à? Em đánh anh ta là đúng mà, có oan đâu. Với lại anh ta to như con voi ấy, em đánh thế nào được? Cắn được có mấy phát thôi. Rồi, em hiểu rồi. Bố ơi! Ôi trời ơi, thơm quá! Bố đâu rồi? Nổi quá! Bố Long Long! Mọi người chưa ăn cơm à? Con kia! Sao tao hỏi mày, mặt mày cứ sưng xỉa thế hả? Mày cứ làm như là cả nhà này có lỗi lầm gì với mày ấy. Nói ít thôi. Lên tắm đi rồi mà xuống ăn cơm. Vừa về chân tay bẩn thỉu đã vồ ngay vào mâm cơm rồi. Ông không tắm chứ. Ăn xong mới tắm cho nó mát. Chứ bây giờ tao mà bỏ đi thì có lỗi với cái mâm cơm này lắm luôn ấy. Dương, chị mày nhá, sắp dấn thân vào showbiz rồi. Khôn hồn thì đối xử tử tế với tao đi, tao còn xem xét. Bệnh ảo tưởng của chị càng ngày càng nặng rồi đấy. Chị mày không bao giờ ảo tưởng nhá. Này, nói có sách, mách có chứng nhá. Nóng hổi, vừa thổi vừa xem. Dù có khiêm tốn lắm đi chăng nữa thì chị vẫn phải thừa nhận rằng là trong clip này chị quá là thần thái luôn. Thuốc chống xỉ chết để cả thế giới từ ghét thành yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Con này nhạt thế nhở? Đi đâu ấy? Người ta cho xem cái clip, người ta bảo là review đi thì chẳng nói. Mặt mày cứ sưng xỉa lên. Mấy clip đấy á, tưởng gì chứ gì tưởng. Con học sinh ngoài kia nó quay đầy ấy kìa. Chị thích ấy, em bảo thằng Bảo nó sang quay luôn cho chị xem. Mày, cái tầm nhận thức của mày ấy, chắc chỉ từ nhà ra vườn thôi. Trời ơi, một cái clip người ta hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động mượt như nhung như thế, chỉ có đạo diễn level cao người ta mới quay được thôi. Thằng Bảo đòi quay. Sáng nay tao còn phải vừa cắn răng chi mấy củ mua áo tặng người ta đấy. Cái gì? Áo mấy củ? Điên à? Đấy không phải là điên. Đấy người ta gọi là chịu chơi, chịu chi. Đấy là dở hơi, thần kinh. Ném tiền qua cửa sổ thì có ấy. Tất cả những cái lời nói mà thốt ra từ miệng của em ấy thì chị chỉ coi đó là một sự ngưỡng mộ thoát ra trong tâm hồn của một kẻ đầy đố kỵ. Chả đúng à? Em chưa bao giờ thấy chị mua cho bố áo tiền triệu mà chị bỏ hẳn được ra cả mấy triệu để mua áo cho thiên hạ. Thế thì có hay ho gì mà kể. Bác Sơn! Ôi dồi ôi! Bác! Em rửa bác tí. Thôi sửa chữa gì để lúc khác. Bây giờ tôi đang bận nhá. Rồi không! Có phải lúc nào cũng hỏng đâu mà sửa. Em nhường một chút thôi, bác đứng yên đây nhá. Em bảo bác cái này, bác đứng yên đấy nhá, chờ em đấy. Ơ kìa, này! Muốn choảng cái thòng lọng vào thôi mà khó thế. Làm sao mà cứ phải tặng vật chất thì mới là yêu thương. Với người ngoài mình mới phải cần xã giao, cần khách sáo. Còn với những người trong gia đình, mình chỉ cần chân thành thôi. Mày đúng là chả hiểu cái đếch gì. Không phải là không hiểu, mà là nhìn chị chả có biểu hiện gì gọi là chân thành cả. Toàn mồm miệng đỡ tay chân. Chỉ có mỗi bố mới tin chị đâu, chả ai tin chị đâu. Còn hơn là cái loại mày. Mày cứ châng cháo có ngày ra đường chúng nó đánh cho vỡ alo ấy. Mày bố có chuyện gì đấy bố? Mày đánh người. Mày tưởng tao không dạy được mày? Mày tưởng mày có thể đánh người được à? Bố ơi, bố cứ bình tĩnh, bố cứ bình tĩnh. Chiêu ơi, Chiêu ơi. Bố ơi, con gì bố? Bố ơi. Hai đứa tránh ra. Bố. Mày đánh anh rể mày. Có giỏi thì mày đánh tao đi. Mày đánh chết tao đi. Hả? Dương, bố cứ bình tĩnh. Em xin lỗi bố. Chị nói xin lỗi bố đi. Mày. Em không sai. Không bao giờ xin lỗi hết. Mày. Bố. Tại sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ? Người không ra người, ngốc không ra ngộ. Là thế nào cũng là do bố đẻ ra mà. Đừng có láo. Đây, con đừng im này, bố đánh chết con đi. Bố ơi, con xin bố. Con xin bố. Có chuyện gì bố cứ từ từ nói, bố đừng đánh em. Bố có sức để đánh con, mà bố không có đủ kiên nhẫn để hỏi con tại sao con đánh anh ta. Dương, bố. Còn loại cần đánh thì phải đánh. Đánh chết mới hả? Mày. Sao mày không biết nghĩ cho người khác hả? Mày có biết mày đánh anh Khải thì chị Huệ mày sống như thế nào? Chị con sống như thế nào á? Bố có biết không? Bố có muốn biết không? Chị xin em. Bố lúc nào cũng bảo con không nghĩ cho người khác, nhưng chính bố mới làm điều đấy. Bố ơi, bố cứ bình tĩnh. Mày phải biết là mẹ mày chết khi đẻ ra mày. Bố. Mày phải biết thế mà sống cho nó đàng hoàng con ạ. Con chưa bao giờ đòi được sinh ra bố ạ. Là ai? Ai đã muốn có con? Con muốn sinh ra không có mẹ à? Nếu con là một thằng con trai như bố muốn thì bây giờ bố có như thế này không ạ? Tại sao con lại phải giống như một đứa con trai như thế này? Là ai muốn hả bố? Là ai? Bố ơi, chị xin em đấy, đừng có nói nữa. Bố tự hỏi bố đi. Dương! Dương! Bố ơi, bố đừng nghe nó nói. Nó nói linh tinh ấy bố ạ. Lỗi là tại con. Thôi, bố xin lỗi hai con. Bố xin lỗi. Bố. Xuống tiền thì em tạm xuống tất lẻ cho anh. Chờ người ta bán. Sẵn là triệu. Em hết tiền em không? Sẵn ké nhá. Nào cái xuống rứt tay cái làm việc nào. Còn ai thừa thiếu không? Thôi chắc luôn. Thừa là xuống lẻ đi. 3 triệu này. Lẻ thừa 3 triệu. Máu thế. Ai ăn không? Lẻ thừa 2 triệu. Tôi ăn 2 triệu. Lẻ còn 1 triệu. 1 triệu vào đây. Đi em vào hết, vào luôn triệu hết. Tay 1 triệu ơi. Xong nhá, cái mở đây. Rồi mở đây. Lé. Thắng rồi. Chạy mà. Nhói mồm bây giờ tí nhá. Vợ à. Anh lại đi đánh bạc đúng không? Anh đang lái xe. Tí anh gọi nhá. Ôi giời ơi. Xong. Ông rắc rối. Làm thành ngồi về. Phải sợ. 10 thành 20 về. Đen gái. Tiền nhà em. Xong. thấy tiền. Đây này, đây. Ai xuống đây mặt chắn nữa. Chắc chắn là lẻ. Tôi thế rồi. Của bố đây. Mưa đi. Chỉ khổ con này thôi. Đang xuống rứt tay chưa? Ai đánh thêm 500 nữa cái cân nào? Xuống đây. Ok. Gọi gì mà gọi lắm thế? Cháy hết cả máy. Gì mà không thua. Lẻ 2 triệu à? Ai 1 triệu? Cần 2 triệu vào đi. Cần 2 triệu. Anh Khải! Anh Khải! Anh... Chị ơi, mời chị xuống cho. Này, Khải nói chút nữa sẽ về. Cô cứ về trước đi. Anh Khải! Anh Khải! Anh ra đây! Chuyện yêu đương trai gái, về nhà giải quyết. Anh Khải! Anh Khải! Ôi ơi! Ăn rồi. Em nó bảo mà. 1 thành 2 về. Đi đến đây làm gì? Em không về. Đi về. Anh đã hứa với em như thế nào? Em không về, anh về với em. À! Chiếu đi về thôi. Đưa cô ta xuống. Ê, em làm cái gì đấy? Nào đấy làm cho. Bầu bí với nó không tốt đâu. Này, tặng em. Anh thắng bạc mà có à? Cầm lấy đi, em không nhận đâu. Hôm qua anh say quá, anh thề anh không nhớ anh đã làm cái gì ý. Bây giờ anh rất là hối hận. Anh hối hận vì em bắt được tận tay đúng không? Chứ không phải vì anh đánh em. Anh hối hận tất tần tật. Tất cả những gì anh làm. Anh thề đấy là lần cuối cùng ấy. Hôm nay ông đi chở hàng à con? Bố ạ. Dạ, tối hôm qua con có tí việc uống hơi quá chén ấy. Bây giờ Huệ đang giận con bố ạ. Bố. Con bé này... Cô bầu cô bí lại thay đổi tính nết à con? Đàn ông thỉnh thoảng có tí bia rượu có sao đâu. Đấy. Bố mang gì đến thế này ạ? Ừ. Chào cá bố nấu thơm thế. Anh lấy cho em ăn nhá. Bố, sao bố mất công thế? Con ở bếp cả ngày, chẳng lẽ con không tự nấu được ạ? Thì bố lo cho cháu ngoại của bố không được sao? À, ăn cho nóng nhá. Ngày xưa, nghĩ lại, bố cũng chưa nấu được cho mẹ con bát cháo nào cả. Huệ vẫn kể với con, từ khi mẹ mất, bố luyện nấu cháo thành cao thủ. Huệ con cháo đâu cũng không bằng cháo bố nấu ạ. Nó động viên bố đấy. À, thế chuyện nhà cửa của hai đứa thế nào rồi? Giờ bọn con cũng có 300 đủ đóng một đầu ạ. Cảm ơn bộ. Bây giờ thế này. Hai đứa cứ lo đi. Nhưng có khó khăn gì bảo bố, bố xoay sở thêm cho. Dạ, con cảm ơn bố. Ở cái tuổi này, cái việc mà con tò mò đi quá giới hạn thì cũng không phải là cái điều gì đó quá bất thường cả. Nhưng mà quan trọng là Dương với con không có gì, bọn con không làm gì cả. Ngày xưa bố cũng nói với ông nội là bố không làm gì cả. Rồi cuối cùng có con ở trên đời đấy. Bố đã từng là ông bố khi 18 tuổi, nên bố hiểu, bố muốn nhắc con thôi. Con thề với bố là con không bao giờ ngầu được như bố đâu. Nói tóm lại là lần thứ bao nhiêu rồi? Có dùng bao cao su không? Bố làm sao ấy nhở? Bố buồn cười thật đấy. Bố đã theo dõi con, xong bây giờ bố lại bắt con nhận những thứ con không làm. Bố sống văn minh lên một tí đi. Đàn ông để mà văn minh là phải luôn có một số đồ bảo vệ ở trong túi. Phải luôn chủ động để phòng tránh rủi ro cho mình và cho bạn gái của mình. Nhớ đấy, bố không muốn làm ông nội quá sớm đâu.